Hôm nay nhà mình ăn cái bánh bánh canh bột gạo nha. Bánh canh bột gạo rồi mình có bánh canh mình mua sẵn nè. Cái này người ta làm sẵn nè. Mình thích ăn bánh canh bột gạo nó đúng nghĩa. Xưa với mua một cái giò trước. Rồi trước mình chặt sẵn rồi kèm theo miếng gang. Để nấu cái xương giò đó mình để củ cải đỏ vô cho củ cải trắng vô cho nó ngọt thịt, nó ngọt thêm thịt ha. Rồi miếng gừng, vài cọng hành. Bữa nay không có hành tây, mình chế cái hành lá. Rồi để thêm một miếng bột ngọt với một miếng muối vô cho nó đậm đà, cái nó ngọt ngào cái cục xương nha các bạn. Đó. Mình ở đây mình ăn cái bánh canh đó thì mình có hẹ nè, hẹ giá, rồi cái ngò gai này để mình để lên cái tô bánh canh cho nó thơm đó, rồi cái cải thảo nè, cải thảo còn nhà còn miếng nè, với hành phi đó. Bữa nay ăn rất là đơn giản và nấu cũng đơn giản nha các bạn. Bây giờ cái nồi nước này mình để đây, mình mở lửa lên cho nó sôi, vớt bọt. Rồi cái khoanh giò của mình, khoanh giò đã chín rồi, bây giờ thì mình nêm. Nêm vô đây nửa muỗng đường phèn. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng rưỡi nước mắm. Để cho nó thấm cái gia vị, cái giờ mình vớt cái hồ, mấy cái khoanh giò này ra, mình để bánh canh vô. Bánh canh giò heo đã chín rồi nè.
Mời các bạn ăn bánh canh giò heo với hai vợ chồng mình nha. Rồi xin mời. Rồi xin mời. Cho nước mắm nha. À, nước mắm cho mời. Xin mời. Bánh canh này là bánh canh bột gạo mình mua ở chợ người ta làm sẵn đó các bạn. Nó ngon lắm. Nước súp vừa cho ăn. Tuyệt vời. Bánh canh này là bánh canh bột sắc phải không? Bánh canh bột sắc. Nhưng mà người ta làm theo kiểu máy người ta đó. Phải điều chân đẹp lắm. Lúc trước mình cũng có làm nữa. Bây giờ thôi mua một cái cho nó gọn. Bột nó dẻo ngon lắm. Nằm món heo à. Là gan heo mời các bạn ăn miếng gan nha. Dừa ăn mà. Mềm dừa lắm. Dừa mềm mà mấy. Dừa mềm mà ăn nó ngon. Mềm quá nó ăn cái nó không nó ngán ha. À, còn tướng thì thua. Bắt ngon. Cái này là chuẩn luôn nè. Ngon quá. Hẹ này mình chuẩn qua một cái nè. Nó ngon lắm. Nói cái vụ món heo á, hồi đó mình sanh cái thằng lớn á, cái mình phải uống trụ sinh, bắt buộc phải uống trụ sinh là lý do mình mổ á, nó không có sữa. Khi nói tới món heo là nhớ cái ông anh thứ 8, bây giờ ông đã mất rồi, ông cũng là thầy thuốc nữa, ông mới kêu mất sữa rồi ông mới kêu đi kiếm mua cái món heo rồi để thuốc bắc cơ hồ cho mình uống. Ăn cái thang thuốc đó là phải sắc chung với món heo. Ăn thuốc rồi phải có món heo sắc chung. Ăn vừa miệng quá. Là mình nấu mình tự mình khen ngon luôn á. Nấu một mình nữa. Nấu một mình là khen một mình. Nhưng mà có ông xã. Ông xã trung thực không, ổng không có biết lịnh hót không. Mua được cái giò này ngon nữa nè.
nói cái vụ mà nấu nướng gì nè, hồi đó mình nó có chồng mình dở lắm các bạn ơi. Mình vô bếp với bà già chồng á, má chồng á, đuổi ra, thôi thôi tụi bay đi ra đi, trời ơi cái gì chứ sung sướng vô cùng. Tại vì mình đó, mình ở nhà mình đâu có làm gì đâu, bởi có biết gì, nhưng mà cũng có một cái, cũng có một cái khiếu nha, không làm thiệt nhưng mà dòng ngó cũng biết đó nha. Rồi khi hai đứa ra ở riêng á, ổng nấu cho ăn. Sao mà có con thì bà vú á nấu. Bây giờ giữ em á vừa nấu. Không biết làm sao bây giờ ở ngang xương lại giỏi vậy. Nhưng mà nói chung là ngày xuyên. Nói chung mình cũng có biết chút đỉnh, biết được món này món kia chút đỉnh. Rồi mình cũng học theo trong YouTube á. Theo các bạn trong YouTube mới. Giờ mình ngưng rồi, ăn khoai mì kè nè, khoai mì nấu hấp nước cốt dừa ngon lắm. Anh ăn không? Đây, khỏi chơi à, dẻo ngon quá. Ngon quá. Mua 2 củ 10 ngàn. Mình muốn ăn nhưng mà làm lần nữa làm là phải nhiều, nhiều răng thẩm hết quá nhiều à, phải là ngon. Video mình dài rồi các bạn ơi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Khi yêu thương cái yêu thích cái video của mình đó, các bạn ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại.